Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì ca chữa sơ phổi bằng phương pháp ghép tế bào gốc đầu tiên đã được thực hành thành công ở Việt Nam. Đây cũng là ca đầu tiên thành công trên thế giới. Đã có 3 trẻ được cứu sống nhờ phương pháp này. Trong 3 bệnh nhi bị sơ phổi được chữa khỏi nhờ ghép tế bào gốc, đẻ non với cân nặng là 1,5 kg kèm theo bệnh lý sơ phổi, tăng áp lực động mạch phổi, em bé này tưởng chừng đã không thể qua khỏi. Được các bác sĩ phẫu thuật ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương, chỉ sau 1 tháng, bé đã có thể cai thở oxy và sức khỏe hoàn toàn ổn định. Sau khi mà ghép tế bào gốc xong thì mọi chỉ số thở của bé cải thiện rất chi là nhiều và ổn định. Khoảng thời gian đó đến bây giờ là bé không có ốm đau, thì không gặp một chỉ số gì hay một bệnh gì về hô hấp cả. Các bác sĩ cho biết bệnh nhi mắc phải căn bệnh này khi nhập viện thường trong tình trạng suy hô hấp, thở oxy liên tục. Trên phim chụp phổi có các túi khí, phổi sơ nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Và để có thể ghép tế bào gốc, các bác sĩ đã phải điều trị tích cực để cải thiện thể trạng cho bệnh nhi. Hầu như là cái tình trạng thể chất nó phát triển rất chậm và em bé phụ thuộc oxy liên tục. Đứa trẻ thở gắng sức rất nhiều, suy hô hấp độ 2, luôn luôn phụ thuộc oxy, bỏ oxy ra thì cái bão hòa oxy chỉ được 70-75% và trẻ tím rất nhanh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, tác giả của công trình nghiên cứu tế bào gốc cho biết, quá trình tách chiết và ghép tế bào gốc phải được thực hiện trong môi trường vô trùng tuyệt đối. Kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương sẽ cho hiệu quả an toàn cho người bệnh. Sau ghép chỉ hơn 2 tuần là cháu đã bắt đầu có cải thiện, tức là đã không phụ thuộc oxy nữa, tự thở được. Và cũng vì với điều kiện vì cháu ở rất là xa cho nên gia đình cũng mong muốn là cho cháu về sớm, cho nên gần 3 tuần cháu đã xuất viện được. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn tiếp tục theo dõi và rất là vui mừng là thế này. Ngày hôm qua chúng tôi đã chụp lại cái phim CT lồng ngực để xem cái sơ phổi nó diễn biến như thế nào. Thì nó cũng giống như 2 cháu trước là chúng ta vui mừng và có phần ngạc nhiên là cái sơ phổi đã gần như là biến mất, cái phổi đã trở lại gần như là bình thường. Ngoài việc ứng dụng thành công ghép tế bào gốc trong điều trị sơ phổi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VIMEC đã ghép tế bào gốc điều trị cho khoảng 30 trẻ bại não, tự kỷ với kết quả khả quan. Việc ứng dụng thành công kỹ thuật này đã mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân hiểm nghèo.